được tài trợ bởi Spin Master. Anh thích nó không? Thích. Anh muốn chơi trò này. Em cũng vậy. Hả? Ơ Vlad, nhìn em có gì nè. Wow, đó là Monkey See, Monkey Poo. Hãy mở và chơi nó. Yeah. Wow. Chọn một con khỉ, quay con quay. Nạp phân vào, bắn nó. Hạ gục thẻ chuối. Trèo lên cây và giành chiến thắng. Thế này thì sao? Chúng ta hãy chơi một trò chơi nhé. Và ai thua sẽ phải đi dọn dẹp cả nhà trong bộ trang phục khỉ. Thỏa thuận nhé. Được. Em sử dụng Harry Dingle. Số 2. Em đặt bột vào trong cái lỗ ở đây và bóp nó cho đến khi em có phân trong tay anh ấy. Em có thể đặt nó trong các hình dạng khác nhau. Sẵn sàng chưa? Đó là một sự quá tải khá lớn. Không, nó gần thế mà. Thịt viên tấn công. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có 5 quả chuối. Được rồi, bây giờ em có thể tiến lên. Được rồi Vlad, đi thôi. Số 4, mình nên chọn cái nào? Mình sẽ sử dụng cú sút bóng. Mình có 3. Như thế này. Oh yeah, 3 và anh đã thất bại hết. Anh sẽ sử dụng dao bóng mềm. Vlad, anh sẽ thua. Không. Yay, 3 quả chuối, mình có thể tiến lên. Doraniki, đến lượt em. 2. Vlad, nhìn kìa. Thật không công bằng. Số 4, cái này hay cái này? Cái này. Ha ha ha. Ha ha ha. Được rồi, mình đã sẵn sàng. Ồ, anh còn 3 cái nữa. Bây giờ em có thể di chuyển lên một cái khác. Yay, anh đang thắng. Hãy nhìn xem anh có bao nhiêu quả chuối. Em sẽ nghỉ ngơi. Ok. Em cần thêm chuối. Mình nên chọn chuối nào? Oh. Yeah. Bây giờ mình có sức mạnh khỉ. Oh. Không, thật không công bằng, em ăn gian. Ha ha ha. Ha, giờ anh thắng chắc luôn. Yay. Ôi không, thua rồi. Nikki, em quên trang phục của mình. Đi dọn dẹp nhà cửa. Chuyện gì vậy? Cảm ơn Spin Master đã tài trợ và giúp chúng tôi tạo ra video này.